chưa? Mình ghi hơi không rõ. Chúng ta sẽ học lại cái phiên âm bài hôm trước qua bài hát Pin In Cưa. Cái này đọc là Pin In Cưa, chính là bài ca phiên âm A U Ư I U Ư Cưa Khưa Khưa. Chỗ này em có thể sửa lại là nửa hờ cho chị nhé. Khưa nó kéo dài ra một chút sau đấy chữ bên này chi chi si a u ư i u u. Cái chữ này thì ba chữ này thì phải răng cắn môi cười sư sư bật hơi lên sư, còn cái chữ ba chữ dưới thì uốn lưỡi vào chư chư sư u khu bật hơi mua phua tưa thưa nưa nưa. Đó là bài hát cả lớp cùng đọc này. Pin in cưa, pin in cưa, pin in cưa, pin in cưa, a a u u u i i u u i i cưa 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 chi 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 a u u i u u i. Răng cắn môi cười chư 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 ba chữ một, ba chữ một a u ơ a u ơ i u i i u i cưa 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 chi 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 a u ơ i u i chư 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 nhẹ nhàng chư 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 cuốn lưỡi vào chư 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 mua 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 tưa tưa lưa lưa. Bây giờ chị xóa đi xem mọi người có đọc được không. Ở đây cùng đọc a u ơ a u ơ i u i cưa 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 chi 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 a u ơ i u i chư 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 bua bua mua bua tưa tưa nưa nưa tưa tưa nưa nưa. Lại một lần nữa a u ơ a u ơ i u i cưa 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 chi 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 a u ơ i u i chư 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 bua 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 tưa 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 tưa. Lại lần nữa, cho nhớ nhỉ. A u ơ a u ơ i u i i u i tốc độ nhanh hơn cưa 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 chi 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 a u ơ i u i chư chư sư chư chư sư bua 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 tưa 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 tưa. Cố gắng nhanh một lần nữa cho em nào. Lần cuối cùng pin in cưa pin in cưa a u ơ a u ơ i u i cưa cưa cưa. Lại đây rồi, nghe chị đọc rồi nhắc lại này. Pin in cưa pin in cưa a u ơ a u ơ i u i i u i cưa 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 cưa.
ghép nguyên âm, ví dụ như tiếng Việt mình có chữ gì nhỉ? Chữ A, N, ờ thì đọc là gì? Anh, nhờ anh đúng không? Thế thì tiếng Trung nó cũng thế. Nó phải ghép vào như thế. Thì chúng ta vào cái nhóm đầu tiên là nhóm 1 này. A, I đọc là? Ai. A, O. A, O. O, U. O, U này hơi giống tiếng Anh đúng không? Thế thì chúng ta nó có sự khác biệt ở đấy. E, I. Ây, đấy hai cái này nó không đọc giống nhau, không đọc giống tiếng Việt nữa. Nhóm thứ hai này, I, A, N đọc là? Yen. Yen. Ví dụ tờ I, A, N đọc là? Tiền. Tờ đọc là gì nhỉ? Tờ. Thiên. Thiên. Thiên khung trời. Thiên. Nhưng mà nó muốn đứng một mình ấy. Ví dụ như tiếng Việt mình chữ Anh thì có thể đứng một mình, nhưng mà chữ này có đứng một mình không nhỉ? Ừ. Nó phải có chữ, ví dụ chữ L là đằng trước đúng không? Thế thì ví dụ có những chữ nó đứng được một mình này, I, A, N này, đứng một mình thì I ngắn biến thành I dài này, nó đọc là yen. 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 Viết thì hơi khó nhìn nhưng mà chúng ta chỉ cần nhớ là đọc là yen. Yeah. Nửa chữ giờ, nửa chữ Z. Yeah. Tương tự IN đọc là IN. Đứng một mình, I ngắn thêm I dài vào nữa in. Vẫn đọc là IN. Ví dụ IN WAY. IN WAY thì là tại vì. Đấy là người ta nói là IN. Chứ nó không thể có chữ IN WAY như thế này. IN như thế này là nó không đúng. Nó phải có phụ âm đứng đằng trước. Ví dụ như là MIN. IN đọc là gì nhỉ? MIN. MIN. I-A-N-G đọc là? Yen. Yen. Ví dụ Leng. L-I-N. Leng. Heo leng. Đẹp. Leng. Nhưng mà I nó muốn đứng một mình thì I ngắn lại biến thành I dài và đọc là? Yang. 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 Không cần đọc là gì à, đọc nó kéo dài ra. Yang. Yang. In. In. Viết là G nhưng mình đọc là nhờ, I nhờ in. In. Chứ in. Tiếng Trung nó không có in này. Tiếng Trung không có này. Nó chỉ có I nhờ G. In. In. Và đứng một mình thêm I dài vào nó vẫn đọc là? In. In. I O N G đọc là? Yong. 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 Nhưng mà đứng một mình nó phải đọc là dung. Dung. Đúng rồi. Ở lớp thử đọc lên này. Ai. Ai. Ao. Ao. Âu. Âu. Ây. Ây. Yen. 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 In. 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 Không cười đùa trong lớp nào. Đập chân vào. Em. 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 Yang. 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 In. In. Yong. Yong. Yung. Yung. Yen. 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 In. 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 Yang. 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 In. 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 Yung. 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 Y có mấy cách đọc nhỉ? Hai. Khi nào thì đọc là Y nhỉ? Đi về Z, Q, X, Y thì đọc là Y. Và các từ khác thì đọc là Y. Còn khi mà đi với chữ Z này, C, S, Z, H, C, H, S, H và R thì Y nó sẽ đọc là Ư. Thì chúng ta nhớ là Y có hai cách đọc, Y và Ư. Y đứng một mình thì Y này không thể đứng một mình, nó phải là thêm Y. Y dài và vẫn đọc là Y. Ia đọc là? Ia. Ia, ví dụ S, Ia đọc là? Xia. Xia yu, mưa mất rồi. Xia. Muốn đứng một mình, đi ngắn lại chuyển thành đi dài và đọc là ya. Ya. Ye. 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 Ví dụ tờ IEL đọc là theo. Theo. Tiếp. Yao. 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 Khi đi với phụ âm khác, âm này đọc là IEL này. Nhưng mà khi đi với chữ Y dài này, nó đọc là A. Đấy là mọi người nhớ cái chỗ này nó có sự khác biệt. I-O-U đọc là yêu. Yêu. Đứng một mình đọc là yêu. Yêu. Không phải là diêu này nhá.
有你有没有有有đúng rồi đấy đang là dâu mình đọc trước nào I L O A Yan Yin Yang Yan Yan Yin Yin Yang 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 Yin 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 đọc sai đọc là y ấy.
Nhưng mà nó nối nhanh một chút chút. Nhìn vào cũng được. Yến cuối đâu xuống? Yến cuối xuống. Yeah.
ye 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 rồi. Đây là nhóm tiếp theo. Nhóm 4 này U thì đọc là U hoặc Y. Đứng một mình. U muốn đứng một mình thì phải thêm W. Như Y ngắn vừa nãy muốn đứng một mình thì phải thêm gì nhỉ? Y dài. Y dài. Y ngắn thêm Y dài. U thì thêm W. Qua đọc là oa, qua đọc như là âm W của tiếng Anh ấy. U, y. Cái chữ này thì em không cần đọc là W nhưng mà cứ đọc là U không cũng được. U, oa, qua, ua, ua, oai, oai, quay, quay, oan, uan đọc là oen này. Khi nó đi với nhóm Z, Q, X, Y, tức nghĩa là thế nào? Z, U, A, N sẽ đọc là chen chứ không đọc là oan như bên dưới nữa. Oan, u, quân, quân, quang, quang, quân, quân, ân, ân, an, an, ung, ơ, ơ uốn lưỡi vào, ơ, ơ, quân, ơ, không phải là ơ đấy, quân, pin và i o u. Chữ này thì người ta sẽ đọc là iu. Khi biết người ta chỉ biết iu nhưng người ta không biết iou và vẫn đọc là iu như vừa nãy mình biết. Uei đọc là viết là ui, đọc là uei, uen, uân. Ví dụ giờ iu đọc là gì nhỉ? Tờ. Giờ đọc là tờ. Iu đọc là iu đọc là tiêu. Tiêu. Liêu, bình như thế. Quay, quay này. Quay, quay, quay. Quân, khuân, quân. Cái chữ U này này. Khi mà đi với Z, Q, X, Y chúng ta sẽ đọc là Chi, Quy, Chi, Chi, Suy, Uy. Cả lớp cùng đọc cho chị này. Y, 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 u, u, y, y, u, u. Cả lớp đi đâu hết rồi. Oa, 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 ua, 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 oai, 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 oen, oen, oan, oan, quân, quân, oang, oang, quân, quân, oang, oang, quân, 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 ân, 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 an, 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 ung, ung, ơ, ơ, quân, quân, quyên, quyên, yêu, yêu, tiêu, tiêu, liêu, liêu, quay, 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 quân, 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 duy. Em đọc thử trước này. Quấn được không? Quấn em qua là u. Anh nói lên gì đâu. U, qua, qua, ua, 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 ua là của, thêm dấu vào của là tôi. Ừ. Ua này. Why, why, why như là tiếng Anh ấy nhỉ? Đang lưu, đang lưu. Tại sao? Đúng rồi, giống như chữ này của tiếng Anh này. Why, way, way, when, when, who, when, when, when. Chỗ này các em sửa lại. Đây sửa phải là an, đọc
ở trong nhóm 5 cái gì mà nhóm 5 sửa thành đây. One. Đấy, thêm nét cũng kinh thật. When cả lớp cùng đọc lại lần nữa cho nhớ nhé. Thank you.